Hoàng Dung đầu tiên của màn ảnh cùng cuộc sống đơn độc lúc về già. Xinh đẹp, tài năng nhưng cuối cùng điềm nữ lại lựa chọn cho mình cuộc sống đơn độc ở tuổi 61. Trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung có một nhân vật nữ kết hợp giữa trí thông minh và sắc đẹp. Cô ấy là Hoàng Dung, con gái đảo chủ đảo đào hoa đông tà, Hoàng Dược Sư và là vợ của đại hiệp quách tĩnh sau này. Trên màn ảnh, điềm nữ là nữ diễn viên đầu tiên thể hiện vai Hoàng Dung. Điềm Nữ sinh năm 1958 tại Đài Loan, nhưng cô lại rất nổi tiếng tại Hồng Kông và là gương mặt quen thuộc của màn ảnh TVB lẫn ATV. Vào năm 1977, khi mới 19 tuổi, cô đã góp mặt vào bộ phim Anh hùng xả tiêu. Do chuyển thể thất bại nên phim không thành công, song vẻ đẹp trong sáng, sự hoạt bát tươi vui của Điềm Nữ trong bộ phim tiền ảnh Anh hùng xả tiêu năm 1977 đã tạo ấn tượng đẹp trong lòng fan yêu tiền ảnh. Vào năm 20 tuổi, Điềm Nữ đã giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Mã lần thứ 15 và là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Panama Amin lần thứ 16. Nhờ diễn xuất xuất sắc trong phim The Diary of Didi, có một thời gian Điềm Nữ là ngôi sao điện ảnh hàng đầu Đài Loan. Thời điểm đó Điềm Nữ đã tham gia trong rất nhiều phim như Trường học nữ sinh, Thể nữ u hồn, Thời niên thiếu của Phương Thế Ngọc, cùng tỏa châu liêm, lục trinh truyền kỳ, được khán giả vô cùng yêu thích. Ngược lại với sự nghiệp xuân sẻ là đời sống tình cảm đầy thăng trầm của điềm nữ, cô gặp người chồng đầu tiên năm 1984, một hoa Kiều Indonesia. Dưới sự theo đuổi quyết liệt của đối phương, điềm nữ đã siêu lòng. Sau khi kết hôn, điềm nữ hạ sinh cho ông xã một cô con gái. Tuy nhiên, không lâu sau, điềm nữ phát hiện ra bản thân mình bị lừa vì người đàn ông đầu ấp tay khối với mình đã có một gia đình khác, cuối cùng cũng phải kết thúc bằng cuộc ly hôn. Đến năm 1989, Điềm Nữ hẹn hò với nam diễn viên Vạn Tử Lương sau nhiều lần hợp tác cùng nhau. Năm 1992, Điềm Nữ có cái kết đẹp cho mối tình dài 3 năm với Vạn Tử Lương bằng một hôn lễ hoành tráng với đông đảo khách khứa. Đích thần ông chủ lớn của TVB lúc bấy giờ là Thiểu Giật Phu đã chủ trì hôn lễ cho Điềm Nữ và Vạn Tử Lương. Trong khi đó, Châu Thanh Trì nhận lời làm phù rể. Tuy nhiên, 4 năm sau, Điềm Nữ và Vạn Tử Lương chính thức ly hôn vì bất đồng quan điểm trong hôn nhân. Sau ly hôn, Điềm Nữ chưa bao giờ nói xấu hay phản nạn về chồng cũ. Vài năm sau khi ly hôn, Vạn Tử Lương thậm chí còn thẳng thắn công khai bản thân ảnh có lỗi với Điềm Nữ và tiếc nuối khi giờ đây mỗi người phải đi theo con đường của riêng mình. Xinh đẹp, Tài giỏi và thông minh nhưng một lần bị lừa dối cùng hai lần thất bại trong hôn nhân khiến đêm nữ không thiết tha gì với chuyện, bước thêm bước nữa. Cô chọn cuộc sống độc thân dù vẫn có rất nhiều người theo đuổi và yêu mến. Nữ minh tinh một thời cho biết Tôi đã quen với cuộc sống một mình và cùng một số người bạn trò chuyện. Ngoài công việc, buổi tối tôi thích ở nhà và không thích có nhiều người xung quanh. Những năm gần đây, đêm nữ đóng đồ đóng phim ở Trung Quốc. Bộ phim mới nhất của điểm nữ là Cùng tỏa châu liêm của giám chế Vũ Chính, đóng chung với Hà Thành Minh, Viên San San, Hải Lục, Thư Sướng, Trương Gia Nghê, Đỗ Thuần.